Mới đây, truyền thông Ấn Độ đưa tin, trong những ngày qua, mưa lớn gây ra lũ quét và sạt lở đất ở hai bang Himachal Pradesh và Uttarakhand, miền Bắc Ấn Độ, làm gần 100 người tử vong và nhiều người mất tích. Ngày 14 tháng 8, tòa nhà của Đại học Quốc gia Dehradun đã bị sập ở vùng đồi núi Mandepa, một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Uttarakhand. Một video do hãng tin BTI công bố cho thấy tòa nhà đổ sập giữa trận mưa lớn. Bên cạnh đó, tại Himachal Pradesh, thị trấn Shimla bị sạt lở đất nghiêm trọng làm sập một ngôi đền và nhiều ngôi nhà. Theo đoạn phim được người dân quay lại cho thấy, vụ sạt lở vào ngày 14 tháng 8 có nhiều người đang ở trong nhà, hiện vẫn còn khoảng 30 căn nhà đang trong tình trạng nguy hiểm. Cục khí tượng Ấn Độ ngày 13 tháng 8 đã phát cảnh báo đỏ cho tình trạng mưa lũ ở các khu vực.